Xin chào mọi người nha. Hôm nay Missy em sẽ livestream và giới thiệu mọi người những cái nước hoa cực kỳ hấp dẫn trong xu hướng năm nay luôn. Ngoài ra thì bên em còn bán giá cực kỳ tốt cho mọi người nữa. Cho nên mọi người vào tham gia livestream thì nhớ để lại một chấm giúp em để em biết là tín hiệu của mình được tốt nha. Đã rồi, đợi một tí nữa khi anh chị vào nhiều rồi thì em sẽ bắt đầu chia sẻ cho mình luôn một lần ha anh chị nha. Hôm nay bên em bán nước hoa cực kỳ rẻ luôn nên chị cứ an tâm mình tham gia livestream này để chắc chắn là sở hữu được nước hoa chính hãng 100% luôn. Tất cả sản phẩm của bên em á đều có viết cho mọi người phiếu bảo hành, kèm theo đó là dán tem đảm bảo cho mọi người luôn. Nên mọi người cứ an tâm mà sử dụng, bên em bao đổi trả nếu như trong thời gian sử dụng mà phát hiện hàng fake luôn mọi người nha. Cho nên anh chị mà muốn tìm một nơi uy tín để mà mình an tâm mua nước hoa thì cứ để ghé bên em sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh chị nha. Đợi khi nào mà anh chị vào nhiều rồi thì em sẽ bắt đầu chia sẻ với mọi người những loại nước hoa mà ngày hôm nay bên em bán giá cực rẻ luôn nha. Dạ rồi, đợi một lát khi mình vào nhiều rồi thì em bắt đầu nha. Dạ rồi, em chào chị Thanh Hương, chào chị Phương Thảo ạ. Dạ chị Phương Thảo ơi, tín hiệu có tốt không chị Thảo ha? Hôm nay bên em livestream và bán giá cực kỳ rẻ luôn nên chị Thảo ở lại trong livestream này để em giới thiệu cho mình những loại nước hoa ngày hôm nay nha. Chị Thảo làm văn phòng nè thì em sẽ giới thiệu chị một loại nước hoa mà rất là thích hợp cho những cái phụ nữ văn phòng mình luôn, phong cách cực kỳ thanh lịch luôn, cho nên chị ở lại trong livestream này nha. Dạ rồi, em đợi một tí nữa khi anh chị vào nhiều thì em sẽ bắt đầu chia sẻ luôn. Tín hiệu tốt thì mọi người để lại một chấm giúp em nha. Dạ rồi, em đợi một tí nha. Chào bạn Loan Nguyễn ha. Dạ rồi, bạn Loan Nguyễn ơi, hôm nay bên mình á có cái livestream mà bán giá cực kỳ rẻ cho mình luôn nha. Mấy bạn vào xem livestream á thì nhớ like và chia sẻ cái livestream này về bên Tường Nhã chế độ công khai giúp Missy với nha. Ngoài ra những bạn nào là khách hàng thân thiết của Missy trong thời gian sắp tới đây á, Missy cũng có rất nhiều chương trình ưu đãi cho mình luôn. Các bạn chỉ cần nhấn like và theo dõi fanpage này thôi nha, thì bên mình sẽ luôn luôn gửi những cái chương trình khuyến mãi, nhất là cho những cái khách hàng mà thường xuyên mua hàng của Missy nè. Những khách hàng thân thiết của Missy á, mỗi lần mua hàng đều có tích điểm cho các bạn luôn nha. Các bạn có tín hiệu có tốt không ha? Mình đợi thêm một tí nữa thôi thì mình sẽ giới thiệu những cái sản phẩm ngày hôm nay nha. Giá cực kỳ rẻ luôn, toàn là mùi hot không à. Rồi, các bạn đợi một tí ha. Giá hôm nay sale cực kỳ rẻ luôn, cho nên là bạn nào mà không tranh thủ hôm nay á, thì rất là tiếc luôn ha. À, chị Thảo Phương tranh thủ nha, shop sắp đi rồi. Dạ chị nha, một tí nữa thôi, em đợi khoảng vài người nữa thôi mình vào mình xem livestream này nha. Chị Thảo Phương á, mình coi livestream này á, chị nhớ like và share cái livestream này về bên Tường Nhã chế độ công khai giúp em với nha. Bởi vì lát nữa đây khi mình đặt hàng á, ngoài việc mình được mua giá cực kỳ rẻ luôn rồi, bên em còn gửi tặng một cái voucher cho những khách hàng nào mà đặt hàng trong cái livestream này luôn anh chị nha. Bên em sẽ gửi tặng voucher cho mình nữa, cho nên chị Thảo Phương Phương Thảo mà tham gia cái livestream này cùng với em á, mình nhớ kiểm tra xem là mình đã like và chia sẻ nó về bên Tường Nhã chế độ công khai chưa chị nha. Dạ rồi, chào mọi người ạ. Em đợi một tí nữa thôi ha, cho em đợi một tí nữa, anh chị vào tham gia nhiều thì em sẽ thông báo luôn một lần. Hôm nay giá sale cực kỳ rẻ luôn mọi người ơi, bỏ qua thì rất là đáng tiếc ha. Chị Thảo ơi, mình tham gia sớm á, mình cứ việc like và chia sẻ nó về Tường Nhã giúp em nha, kéo lượt view lên giúp Missy em nha, để hôm nay mình sale giá cực kỳ tốt luôn cho tất cả mọi người đều có cơ hội sở hữu nước hoa chính hãng mà giá cực kỳ rẻ luôn mọi người nha. Dạ rồi, thêm người vào xem nữa nha ha. Giá sale rẻ tại Missy. Dạ rồi, hôm nay Missy bên em sale giá cực kỳ rẻ luôn. Mọi người vào tham gia thì nhớ chia sẻ cái livestream này về bên Tường Nhã chế độ công khai giúp em nha. Dạ, xin chào bạn Ngọc Thảo nha. Bạn Ngọc Thảo ơi, hôm nay mình livestream bán hàng cực kỳ rẻ luôn, toàn là mùi hot không hà. Bạn Thảo nhớ like và chia sẻ về Tường Nhã giúp mình với nha. Ngoài ra những bạn nào mà chia sẻ lên Tường Nhã 3 lần ở chế độ công khai, khi đặt hàng trong livestream này bên mình sẽ gửi tặng bạn một cái voucher trị giá 100.000 cho lần mua hàng sau nữa. Cho nên anh chị vừa đặt hàng và được tặng nhận thêm voucher cho những lần sau nha.
bên em luôn luôn dành những ưu đãi cho rất nhiều khách hàng của bên em. Những khách hàng thân thiết tại Missy em á, lúc nào bên em cũng gửi những phần quà rất là ưu đãi cho mình. Anh chị nào muốn theo dõi cái live stream của bên em á thì nhớ nhấn like fanpage theo dõi giúp em với nha. Bên em luôn gửi những phần quà cực kỳ hấp dẫn cho anh chị luôn. Dạ rồi, em cảm ơn chị Ngọc Thảo nha, chị đã chia sẻ rồi. Mình chỉ cần kéo lượt view lên giúp em một tí nữa thôi thì em sẽ giới thiệu với những với anh chị những cái loại nước hoa ngày hôm nay. Hôm nay em livestream nước hoa có nữ có nam luôn mọi người nha, giá cực kỳ rẻ luôn rồi. Chị nào mà đang xem livestream này, mình chia sẻ cái livestream về bên tường nhà để những cái anh bạn của mình đều có thể xem livestream này nha. Tại hôm nay em có nước hoa nam, có nước hoa nữ luôn, mùi cực kỳ hot luôn. Dạ rồi, em cảm ơn Phương Khanh nha, bạn Phương Khanh đã chia sẻ rồi. Cảm ơn bạn Loan nha, sale dòng nào vậy? À, bạn Loan ơi, hôm nay mình sale nước hoa nam, có nước hoa nữ luôn mấy bạn ha. Rồi, mình thấy mấy bạn cũng vào nhiều rồi, thì bây giờ bắt đầu mình chia sẻ cái chương trình sale ngày hôm nay nha. Dạ rồi, để mua cái giá cực kỳ rẻ ngày hôm nay, các bạn chỉ cần share cái livestream này về bên tường nhà chế độ công khai 3 lần thôi ha. Chỉ cần share về tường nhà chế độ công khai 3 lần thôi thì những bạn nào đã share cái livestream này, bạn sẽ được mua với giá cực kỳ rẻ luôn. Ngoài ra được tặng một cái voucher trị giá 100.000 cho lần mua hàng sau nữa nha. Chào bạn Thương Nguyễn, bạn hỏi giá chai Gucci bao nhiêu vậy? Rồi, ngày hôm nay mình like tất cả hai loại nước hoa thì mình sẽ nói về cái sản phẩm nước hoa dành cho nữ trước ha. Thì cái chai Gucci mình đang cầm trên tay đây, các bạn có thể nhìn thấy ha. Thì cái chai này á, nó tên là Gucci Lum. Đây là một cái dòng mới nhất năm 2018 của thương hiệu Gucci. Cái tông mùi cực kỳ nhẹ nhàng, thanh lịch luôn. Mấy chị văn phòng chú ý nha. Các chị nào là nhân viên văn phòng thì chú ý sản phẩm này đi ạ. Chị nào là nhân viên văn phòng thích những cái buổi tiệc nhẹ nhàng, phong cách thanh lịch thì có thể chọn ngay em này nha. Năm 2018 năm nay á, chai này cực kỳ hot luôn mọi người ơi. Cái này á, mấy chị hot girl sử dụng cũng rất là nhiều luôn nha, chứ không phải là chỉ có những chị bánh bèo không ha. Tại vì tông mùi của nó rất là dễ chịu mọi người ơi. Đây, cái mùi hương của nó cực kỳ nhẹ nhàng và gần gũi luôn. Thiết kế thì cực kỳ bắt mắt như các chị thấy ha. Em xoay một vòng cho mọi người xem nha. Yeah, xoay một vòng cho mọi người xem. Đây, cái chai Gucci Lum này mọi người có thể thấy nó là một cái dạng hình khối, nó thiết kế màu hồng nu nữa, màu hồng nu. Chất liệu của nó là bằng sứ tráng men mọi người nha, nên rất là bền chắc luôn. Nắp đậy vừa khít luôn mọi người ơi, giữ mùi được lâu luôn. Dạ rồi, em chào anh Tiến Phạm nha. Anh Tiến Phạm vào xem livestream này thì nhớ like và chia sẻ về giúp em với nha. Bởi vì lát em like nước hoa nam nữa anh ơi, rất là rẻ luôn. Rồi, em xin nói tiếp về cái chai này cho mấy chị mà đang mê em này nha. Tông mùi chủ đạo của nó là tông hoa nhài sambat cùng với các loại hoa màu trắng như là hoa huệ nè. Các chị sử dụng là khỏi chê luôn, bởi vì cái hương của nó rất là nhẹ nhàng, lưu trên da cực kỳ tốt luôn, từ 6 đến 7 tiếng lận, mà thích hợp trong mọi hoàn cảnh luôn. Các chị sử dụng ngày cũng được, đêm cũng được, đi làm cũng được, mà đi chơi cũng được luôn. Tại vì cái mùi của nó nhẹ nhàng lắm, không có làm cho người khác khó chịu. Tông mùi hoa nhài là chủ đạo cho nên nó động lại được trong trí của người khác luôn ha. Mình sử dụng lần bám có thể là gây ấn tượng với người khác ngay luôn, bởi cái mùi của nó rất là nhẹ dịu luôn, không có gọi là quá nồng gắt luôn nữa. Cho nên mình dùng để đi làm thì cũng rất là hợp lý, mà mình đi tiệc thì cũng rất là nhẹ nhàng luôn. Những buổi tiệc sang trọng nhẹ nhàng rất là phù hợp với các chị nha. Có bán chai chiết không shop, chào bạn Mụi Nguyễn nha, Mụi Nguyễn nha. Thì cái chai này mình đang cầm trên tay, dung tích là 100ml. Bạn nào mà muốn mua về sử dụng được lâu á thì cứ để lại số điện thoại đặt hàng nha. Giá của chai 100ml này là 2.600.000. Nhưng trong cái livestream này mình sẽ chiết ra những cái ống như thế này, dung tích là 5ml thôi. Dung tích 5ml để cho các bạn đều có thể sử dụng. Chị nào mà chưa từng sử dụng qua loại này thì đây là một cơ hội để cho các chị mình vừa trải nghiệm nước hoa chính hãng 100%, vừa mua với giá cực kỳ rẻ luôn. Ống này á, mình chiết ra họ rất là dễ thương luôn mọi người ơi, dạng xịt luôn nha. Ống này là dạng xịt luôn, cực kỳ rẻ luôn. À, cảm ơn bạn Phương Khanh Nguyễn nha, chai Gucci Lum này thơm lắm, em thích nè. Bạn Khanh Nguyễn đã từng sử dụng của Missy mình rồi á, thì hôm nay mình tham gia livestream, mình nhớ là chia sẻ cái livestream này về bên tường nhà chế độ công khai nha. Mình sẽ gửi tặng cho bạn Khanh một cái voucher trị giá 100.000 khi mình chia sẻ cái livestream này. Chỉ cần chia sẻ 3 lần thôi, ngoài mua với giá cực kỳ rẻ ra, mình còn được tặng voucher nữa mọi người nha. Rồi rồi, thì em giới thiệu luôn về cái ống chiết ngày hôm nay của bên em cho mọi người biết ha.
bên em á, khi mà chiếc cái ống này ra cho mọi người á, nhiều anh chị lo lắng là mình sẽ bị bay mùi, phải mất bớt cái lượng nước hoa bên trong thì sẽ không có đảm bảo được mùi hương của nó. Nhưng mà không mọi người nha, cái ống chiết này của bên em cực kỳ tiện lợi luôn. Đây mọi người, đây là cái hệ thống ống xịt của một chai nước hoa full. Thì mình chỉ cần giật cái ống, cái hệ thống này ra. Mọi người có thể nhìn thấy nè, đây là cái hệ thống mà để bơm nước hoa lên. Còn cái ống chiết này của bên mình á, thì nó có một cái lỗ nhỏ ở dưới, nhưng chỉ khi nào mình nhấn mạnh xuống thì nó có nó có cơ chế đẩy nước hoa bơm ngược lại vào ống này thôi. Nên cực kỳ tiện lợi luôn. À, chào anh Trần Văn Quyết nha, có loại nào xịt mà phát có người yêu không em ơi? Dạ có luôn anh nha. Lát nữa em giới thiệu cho anh loại nước hoa nam này mê lắm anh ơi. Cho nên anh cứ việc like và chia sẻ cái livestream này về bên Tường Nhã chế độ công khai giúp em nha. Mình chia sẻ để kéo lượt view của em lên đi ạ. Bởi vì lượt view càng tăng em bán giá cực kỳ rẻ luôn, giá sẽ càng giảm luôn đúng không mọi người nha. Mọi người chỉ cần kéo lượt view lên giúp em thôi là em bán giá cực kỳ rẻ cho mọi người luôn. Lượt view càng nhiều giá càng rẻ xuống nha. Cho nên mọi người nhớ, anh chị nào tham gia chỉ cần chia sẻ cái livestream này về bên Tường Nhã chế độ công khai, chia sẻ 3 lần giúp em nha. Những anh chị nào chia sẻ 3 lần ngoài được mua với giá cực kỳ rẻ ra, bên em còn gửi tặng cho mình một cái voucher trị giá 100.000 áp dụng cho lần mua hàng sau nữa. Dạ rồi, em chào chị Nguyễn Kim Thùy à, thơm lắm luôn. Em cảm ơn chị Thùy nha. Dạ rồi, em xin nói tiếp về cái hệ thống ống xịt này của bên em nha. Lúc mà bên em chiết cho mọi người á, bên em chỉ cần để cái lỗ của ống chiết này khớp với lại cái hệ thống ống xịt có sẵn ở chai full. Nhấn thôi mọi người ơi, mình chỉ cần nhấn thôi là nó tự động bơm lên một lượng nước hoa dung tích là 5ml. Anh chị nào mà chưa từng sử dụng loại này á, thì đây là cơ hội mình đặt hàng nha. Mình có thể trải nghiệm thử nước hoa chính hãng 100% luôn. Mọi người mà có nhấn like và theo dõi fanpage á, thì cũng biết bên em bán hàng chính hãng không hà. Bên em có tem nè, có phiếu đảm bảo cho mọi người luôn. Mua hàng có thể sử dụng, trong thời gian sử dụng phát hiện hàng fake có thể quay tới bên em bao đổi trả cho mọi người luôn nha. Đâu cho mọi người an tâm nha, chứ bên em bán hàng chính hãng không hà. Nhưng mà mọi người có thể an tâm bởi vì bên em có chế độ bảo hành cho khách hết. Nhất là những khách hàng nào mà thân thiết của Missy á, luôn được những ưu đãi hết. Anh chị chỉ cần nhấn like và theo dõi fanpage thôi nha. Đây, khi em nhấn một hồi thì cái ống này đầy rồi. Em bây giờ em báo thông báo cái giá bán cho mọi người luôn nha. Anh chị chuẩn bị bàn phím giúp em nha, đặt hàng nhanh tay nha. Tại vì số lượng có hạn thôi mọi người ơi, chiết hết chai này là em không có chiết đũa đâu nha. Cái loại này hiện tại trên thị trường mọi người mua thì toàn là chai lớn không hà. Thì như hôm nay mọi người đặt hàng em sẽ chiết cái ống nhỏ như thế này 5ml để cho tất cả mọi người đều có cơ hội trải nghiệm nha. À, chào bạn Loan Nguyễn, chào bạn Hương Phạm, bao nhiêu một chai 5ml này? Rồi em báo giá luôn nha, em báo giá luôn. Anh chị nào đặt thì nhanh tay để số điện thoại lại nha. Hiện tại anh chị nào đặt hàng trong livestream này thì nó sẽ có giá là 249.000. 249.000 dung tích 5ml, sử dụng cũng được 1 tháng mọi người nha. Xịt mỗi ngày cũng được 1 tháng mọi người nha. Chỉ có 249.000 thôi, sử dụng cho 1 tháng. Hương thơm cực kỳ sang trọng thanh lịch luôn. Chị nào đặt hàng nhanh tay để lại số điện thoại nha. Để em chị nào mà để lại số điện thoại là em ghi lại liền luôn để cho mấy bạn chốt sale liền. À, chị Mũi Nguyễn lấy một chai, số điện thoại là 0120365381. Dạ rồi chị nha, em lưu lại số điện thoại của chị Mũi rồi ha. Một tí nữa em gọi cho chị Mũi liền, chốt cho chị Mũi 249.000 thôi, tặng thêm một voucher trị giá 100.000 nữa áp dụng cho lần mua hàng sau chị nha. Giao hàng trên toàn quốc luôn, mọi người cứ để lại số điện thoại. Chị Hương độ lan tỏa. À, chị Hương Phạm nhận xét là độ lan tỏa xa không? À, dạ chị ơi, cái này nó lan tỏa cũng khá xa mọi người nha, trong vòng bán kính 2m thôi. À, 2m trở lại thôi mọi người nha. Cái mùi của nó nhẹ nhàng lắm, không có làm ảnh hưởng người khác luôn. Mà khi mà người ta ngửi qua là nó động lại trong tâm trí người ta liền luôn. Mùi hoa nhài, tông mùi chủ đạo là hoa nhài chị nha. Chị sử dụng đi làm cũng được mà đi chơi cũng được luôn. 50 giá 450. À, chị Phương Khanh mua một chai 50 ở chỗ khác giá là 450.000. À, dạ đúng rồi chị, có mấy chai Gucci Lum á mà có dạng mini á bạn, nhiều khi nó cũng giá nó cao lắm thì mình không có sử dụng được. Thì ngày hôm nay mình chiết ra ống như thế này có 249.000 thôi hà. Bạn nào đặt hàng thì nhớ nha. Có loại nào lan gần không ạ? À?
Dạ có luôn chị nha, chị cứ inbox qua bên em hỗ trợ cho mình. Chứ cái chai này hiện tại thơm lắm chị ơi, mùi dễ thương lắm, mùi nhẹ nhàng, vừa tỏa hương được xa mà vừa nhẹ nhàng nữa luôn mọi người nha, không có nồng gắt luôn. Anh chị nào mà giới văn phòng á thì cứ an tâm đi, là nó không có làm ảnh hưởng đến người khác. Mùi hương của nó rất là nhẹ dịu, nó lan tỏa trên da của mình. Lưu hương từ 6 đến 8 tiếng mọi người nha, lưu hương tốt từ 6 đến 8 tiếng. Đối với những người, những cái nước hoa của nữ á mọi người, chỉ cần lưu hương vừa vừa thôi, chứ mà lưu hương nồng quá thì làm khó chịu người khác nha. Dạ rồi, bạn Hương Phạm ơi, bạn thích loại nào á thì lát nữa đây bên mình sẽ inbox qua cho bạn nha. Mình nói lại ha, cái chai Guxilum này, thương hiệu Guxilum ngày hôm nay mình chiết ra bán với giá là 249.000 thôi. Chỉ có 249.000 thôi mọi người nha, dạng ống xịt luôn, cực kỳ tiện lợi luôn, dễ dàng mang theo. Ngoài ra khi anh chị đặt hàng trong livestream này sẽ được mua với giá là 249.000. Chỉ cần chia sẻ livestream về bên Tường Nhã chế độ công khai, chia sẻ 3 lần nha mọi người về bên Tường Nhã chế độ công khai, em tặng thêm cho mọi người một cái voucher trị giá 100.000 nữa áp dụng cho lần mua hàng sau. Và chỉ ưu tiên cho những chị nào để lại số điện thoại đặt hàng trong livestream này thôi mọi người nha. À, chào Tiến và mình là nữ nhé. Rồi, bạn Tiến ơi, mình đặt hàng. À, bạn Tiên Phạm ơi, bạn là nữ á, thì bạn sử dụng cái Guxilum này đi bạn ơi. Mùi rất là dễ thương luôn, mùi rất là dễ thương luôn nha bạn. Nhưng bạn, như mình giới thiệu với bạn á, thì năm nay, năm đầu 2018 tới nay á, thì cái chai này đang được rất nhiều các chị em phụ nữ săn đón luôn. Bởi vì cái mùi hương của nó tông mùi chủ đạo là hoa nhài xăm bát, cùng các loại hoa màu trắng như là hoa huệ. Mùi hương rất là nhẹ dịu luôn, thanh lịch mà gần gũi. Mọi người ngửi qua rồi á, là không có làm ảnh hưởng người khác nha. Mùi hương rất là dịu dàng, nhẹ dịu luôn. Lưu hương tốt, bám trên da mình từ 6 đến 8 tiếng. Cho nên là cái thương hiệu Guxi này á, đang được rất nhiều chị em thích luôn. Nhanh tay đặt hàng đi mấy bạn ơi. Chỉ có trong livestream này mình bán giá 249.000 thôi nha. Kết thúc livestream thì nó phải về lại giá gốc rồi, cho nên mình nhanh tay đặt hàng trong cái livestream này. Chỉ cần bạn để lại số điện thoại thôi thì bên mình sẽ nhanh tay gọi điện thoại cho bạn, chốt đơn hàng liền luôn nha. Giao hàng trên mọi tỉnh thành đất nước luôn, cho nên mọi người cứ an tâm để lại số điện thoại, nhân viên bên mình sẽ gọi điện thoại chốt đơn hàng, tư vấn cực kỳ nhiệt tình luôn. Trở thành khách hàng thân thiết của Missy mình á, thì sẽ luôn được nhận được những cái ưu đãi bất ngờ. Cho nên mọi người chỉ cần nhấn like và theo dõi fanpage thôi nha. Đặt hàng lần đầu thì thôi là trở thành khách hàng của Missy rồi, có danh sách thành viên trong hệ thống Missy luôn, cứ an tâm mua hàng nha. Giá cực kỳ rẻ trong livestream này luôn. Mình mua loại khác được không? Được luôn nha Hương Phạm nha. Mua cái loại nào cũng được trở thành thành viên của Missy hết luôn. Trở thành thành viên của Missy thì luôn được nhận được những ưu đãi. Bạn chỉ cần like và share cái livestream này về bên Tường Nhã chế độ công khai, chia sẻ 3 lần giúp mình nha. Mình tặng cho bạn Hương Phạm một cái voucher trị giá 100.000 để bạn mua hàng cho lần sau bạn Hương nha. Giá cực kỳ rẻ luôn rồi mọi người ơi. Nhanh tay đặt hàng giúp em đi ạ. Em để cái này 5 phút nữa thôi nha, 5 phút nữa em qua một cái mẫu mới mọi người ha. Nhanh tay đặt hàng trong cái bây giờ mọi người nha. Mọi người có 5 phút nữa để đặt hàng thôi. Giá là 249.000 cho dòng thương hiệu Guxilum như thế này. Chị em nào mà thích mua nguyên chai full luôn thì đây nha, chai này giá gốc của mình là 2.9 triệu. Nhưng trong livestream này anh chị đặt hàng thì giá chỉ còn có 2.6 triệu thôi mọi người nha. Nguyên suy nguyên hộp luôn, có tem, có phiếu bảo hành đàng hoàng luôn, có phiếu để mọi người an tâm sử dụng rằng mình xài hàng chính hãng, bao đổi trả nếu như trong thời gian sử dụng phát hiện hàng fake mọi người nha. Cho nên anh chị cứ an tâm. Rồi, bạn Tiên Phạm vừa mới để lại số điện thoại rồi, bạn Tiên Phạm chờ để lại số điện thoại rồi, bạn có lát nữa mình lên đơn hàng cho bạn Tiên luôn nha. Cứ an tâm để lại số điện thoại là có hàng mọi người nha. Bạn Tiên Phạm nhớ là chia sẻ cái livestream này về bên Tường Nhã chế độ công khai giúp mình nha. Chia sẻ 3 lần đi để mình gửi thêm cho bạn một cái voucher trị giá 100.000 nữa để mình mua hàng cho lần sau nữa bạn Tiên nha. Lỡ như cái mùi này xài thích quá rồi, mua đăng thì mình sẽ sử dụng cái voucher đó mua cái chai full luôn. Mua chai full luôn còn có 2.5 triệu thôi, quá rẻ luôn. Mọi người nhanh tay đặt hàng trong livestream này giúp em nha. Em để 5 phút nữa cho mọi người thôi nha. Em nói lại là cái chai mini này dung tích là 5ml, mọi người sử dụng cũng được 1 tháng mọi người nha. Dành cho các buổi tiệc nhẹ cũng được nè, mà sử dụng để đi làm được luôn nha. Mùi hương thì nhẹ dịu, thanh lịch và gần gũi
cho nên là không có làm ảnh hưởng đến người khác mọi người nha. Đảm bảo là anh chị xài là thích liền luôn. Tông hoa nhài rất là quyến rũ mọi người ơi, quyến rũ và thanh lịch vô cùng luôn. Cảm ơn bạn Tiên Phạm đã chia sẻ rồi nha. À, bạn Khanh hỏi shop ở đâu vậy bạn? À, bạn Phương Khanh ơi, địa chỉ shop mình là ở 142E Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận bạn nha. Bạn cứ đến đi, nhân viên mình tư vấn bao nhiệt tình luôn. Bảo đảm đến mua hàng là có quà đem về luôn. Thích lắm bạn ơi, cho nên cứ đến nha. À, chào chị Nguyễn Kim Thùy, nhận được voucher. Chị nhận được voucher chưa em? Chị Thùy ơi, chị chỉ cần chia sẻ cái livestream này về bên Tường Nhã chế độ công khai 3 lần thôi là em gửi tặng voucher 100 ngàn cho chị liền. Nhưng mà áp dụng cho lần mua hàng sau chị nha. Chị nhớ là đặt hàng trong livestream này đi, giá rẻ lắm, 249 ngàn ha. Lần này mình mua giá rẻ 249 ngàn, lần sau mình mua giá được giảm thêm 100 ngàn tại chị có voucher 100 ngàn đó chị. Rồi cảm ơn chị Kim Thùy đã chia sẻ 3 lần rồi, cảm ơn chị nhiều nha. À, mấy bạn ơi còn có 5 phút nữa thôi à, mấy bạn nhanh tay đặt hàng nha. Tại vì lát nữa mình sẽ qua một cái mẫu mới dành cho nam nha. Mình chỉ xác nhận những cái đơn hàng nào mà để lại số điện thoại trong livestream này thôi. Đặt hàng trong livestream này thì mới được giá 249 nghìn nha. Kết thúc livestream nó về lại giá gốc rồi mọi người nha, giá gốc sẽ cao hơn nhiều. Rồi bạn Phương Khanh Nguyễn để lại số điện thoại liên hệ em nha. Rồi cảm ơn bạn Phương Khanh Nguyễn nha. Mình sẽ liên hệ bạn Phương Khanh để mà gửi cái chai này cho bạn. Dung tích 5ml sử dụng cũng 1 tháng mọi người nha. À, chị Nguyễn Kim Thùy chị có chai này rồi. À, chị sử dụng thích rồi phải không chị? Nếu như mà chị Thùy thích rồi đó thì chị có thể chia sẻ cái livestream này. Em gửi lại cho chị Thùy một cái voucher trị giá 100 nghìn để cho lần sau mình mua hàng được giảm giá mọi người nha. Những anh chị nào mà là khách hàng thân thiết của Missy em á thì lúc nào cũng được những ưu đãi cho mọi người hết, nên mọi người cứ an tâm, có tên trong danh sách thành hội viên của bên em là lúc nào cũng được ưu đãi hết nha. Còn những anh chị nào mà đang xem livestream này muốn đặt hàng cái chai Gucci Lum này thì nhanh tay để lại số điện thoại giúp em. Em bán chai này dung tích 50, giá là 249 nghìn. Còn anh chị nằm thích chai lớn luôn thì giá của nó là 2 triệu 600 nghìn mọi người nha. Chai lớn 100ml giá là 2 triệu 600 nghìn. Còn chai 50 chiếc ra như thế này, cam kết hàng chính hãng 100% luôn. Cam kết hàng chính hãng 100% luôn, nên mọi người cứ an tâm nha. Dung tích 50 giá là 249 nghìn mọi người nha. Giá cực kỳ rẻ luôn. Cảm ơn bạn Thanh Hương luôn. Bên mình sẽ nhanh chóng gọi điện thoại chốt đơn hàng cho bạn Hương luôn nha. Đã ghim số điện thoại rồi, cứ an tâm. Nàng nào để lại số điện thoại là chắc chắn nhận được hàng luôn nha. Hàng cực kỳ thơm luôn. Trong cái mùa mưa này, người ta nói mưa là buồn phải không? Nhưng mà xài nước hoa là vui liền, yên tâm nha. Nên mọi người cứ an tâm đặt hàng ha. Rồi em qua mẫu mới luôn nha mọi người nha. À, chị có chai này rồi em, Nguyễn Kim Thùy, chị Phương Khanh. À, nàng tên gì vậy, tư vấn. À, chào chị Phương Khanh nha. Em tên Thư ha, em là nhân viên của Missy. À, mọi người cứ đến địa chỉ 142E Huỳnh Văn Bánh, phường 12, Phú Nhuận. Chắc chắn gặp em luôn mọi người nha. Dạ rồi, chai Gucci Lum giá 50 chỉ có 249 nghìn thôi mọi người ha. Bây giờ em qua một cái mẫu mới dành cho nam, một cái mẫu khác dành cho nam nha. Chị nào mà lát nữa vào xem livestream sau đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại và để dung tích 50 dành cho nữ để em biết là mình đặt chai của nữ nha, để không là mình sẽ đặt nhầm chai của nam ha. Rồi, bây giờ em giới thiệu cái chai của nam đây. Đây là của thương hiệu Chanel mọi người nha. Không biết là có anh nam nào đang xem livestream này không ha. Anh nam nào đang xem livestream này hoặc chị nữ nào đang xem livestream này, nhớ đặt hàng tặng bạn nam cho mình của mình luôn nha. Giá cực kỳ rẻ luôn. Bây giờ em mở chai cho mọi người xem nha. Cái chai này hiện tại mấy anh đang xài nhiều lắm, bởi vì cái nó thuộc cái dạng tông mùi thể thao á. Đây, anh nam nào mà đang xem livestream này á thì nhớ để lại một chấm giúp em hoặc thả tim giúp em với nha, để em biết là mình xem livestream nha. Càng nhiều người xem livestream em sẽ bán giá càng rẻ cho mọi người luôn. Dạ rồi, đây cái này là chai Chanel Alu Homepot mọi người nha, dành cho nam. Nói là dành cho nam thôi chứ chị nữ nào mà phong cách mạnh mẽ quá mình xài luôn loại này đi chị ơi, bao thích luôn nha. Chị nào mà phong cách mạnh mẽ thì cứ xài chai này luôn, bao thích luôn. Chai này tên là Chanel Alu Homepot của thương hiệu Chanel. Đây, ký hiệu của thương hiệu Chanel đây mọi người nha. Bên em bán hàng chính hãng 100%, mọi người cứ an tâm nha. Rồi em giới thiệu sơ về chai này cho mọi người nha.
Cái chai này của bên em á, khi mà mọi người sử dụng á, là cảm nhận ngay là nó thể hiện lên sự khỏe khoắn quyến rũ dành cho nam tính nha mọi người nha. Anh nào mà trên 20 tuổi xài em này đi, phong cách trẻ trung vô cùng. Anh nào trên 30 xài được luôn nha, thích hợp mọi lứa tuổi luôn. Cứ là nam xài cái này là nam tính vô cùng. Chai này của bên em dung tích 100ml, giá là 2.790.000, có 50ml luôn. Mọi người thích thì cứ để lại số điện thoại, bên em lập tức gọi điện thoại tư vấn cho mọi người, chốt đơn hàng trong livestream này nha. Bán giá cực kỳ rẻ, ngoài ra tặng voucher cho những anh chị nào like và chia sẻ cái livestream này về bên Tường Nhã chế độ công khai. Nhớ là chia sẻ 3 lần giúp em nha, chia sẻ 3 lần giúp em đi, em gửi tặng voucher 100.000 cho anh chị luôn nha. Rồi, em nói thêm về cái chai này, như mọi người có thể nhìn thấy nè, thiết kế chai màu bạc cực kỳ sang trọng luôn. Màu bạc cực kỳ sang trọng luôn, em quay một vòng cho mọi người xem nha. Thiết kế chai màu bạc rất là sang trọng. Logo thì được in bằng một cái phông chữ đen rất là sắc nét luôn. Hàng giả là cái chữ nó không có sắc nét được đâu mọi người ơi, cho nên mọi người cứ an tâm nha. Bên em bao cho đổi trả cho mọi người luôn, được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn mọi người nha. Đây, nó được in bằng một cái phông chữ đen rất là sắc nét. Ngoài ra cái nắp nhựa của nó màu đen tuyền, được bọc một cái lớp thép, một cái vòng thép nữa nha mọi người nha. Nắp màu đen tuyền nhưng mà được bọc một cái vòng thép có ghi chữ Chanel luôn, in khắc chữ Chanel cho mọi người luôn. Hiện tại dung tích 100ml, giá là 2.790.000. Dung tích 100ml em nhắc lại, đang bán giá khuyến mãi là 2.790.000. Nhưng với trong cái livestream này, ngoài giới thiệu chai dung tích 100ml này ra, em còn chiết ra cho mọi người luôn nha. Đây, dạng ống chiết 5ml, dung tích chiết là 5ml. Em chiết ra như thế này cho mọi người xài được rất là lâu luôn. Các anh nam nào đang xem được không ạ? Các anh nam nào đang xem thả tim giúp em đi ạ, để em biết là mình đang xem nhiều, thì em sẽ bán giá cực kỳ rẻ cho mọi người luôn nha. Chị Phương Khanh Nguyễn bao nhiêu tiền? Dạ, cái chai Chanel Nam này em bán giá 100ml là 2.790.000 mọi người nha. 2.790.000, đúng rồi chị Nguyễn Kim Thùy ơi, giá 2.790.000 đối với chai 100ml. Còn bây giờ khi em chiết ra như thế này, dạng ống chiết 5ml để cho các anh sử dụng thử á, thì em bán cũng giá cực kỳ rẻ luôn. Chuẩn bị chưa mọi người ơi? Mọi người chỉ cần để lại số điện thoại thôi, bên em sẽ nhanh tay gọi điện thoại chốt đơn hàng cho mình nha. Em bán ống chiết 50 này cũng với giá 249.000 thôi, nhưng chỉ trong livestream này mới được giá 249.000 mọi người nha. Đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại giúp em. Hương thơm rất là nam tính và mạnh mẽ luôn. Nó mở đầu ra bằng một cái tông hương tươi mát của nước nè, hòa quyện với lại cỏ aldehyde nên rất là mạnh mẽ mọi người ơi. Đến cái tông hương thứ hai thì mình sẽ cảm nhận được mùi hương của gỗ nha mọi người. Mùi hương của gỗ này nó được chiết xuất từ cỏ của từ hương hương của cỏ bà hương bài mọi người nha, từ hương thơm của cỏ hương bài nên rất là nhẹ nhàng luôn. Mùi hương của nó nhẹ nhàng, không quá nồng nhưng mà rất là nam tính. Chồng chị xài alo thích thiệt. Dạ, cảm ơn chị Phương Khanh nha. Thì ra chồng của chị xài cái hương này rồi. Hương của nó nam tính chị ha, mà lưu lâu nữa, từ 7 đến 12 tiếng lận. Cho nên anh nào mà hoạt động nhiều, thích một tông mùi khỏe khoắn quyến rũ thì đặt ngay em này nha. Giá của nó 50 chỉ có 249.000 thôi. Mình đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại giúp em nha, tại vì bên em chỉ bán trong cái livestream này giá 249.000 nha. Kim, chị Kim Thùy có tester không em? Dạ có luôn chị nha. Nếu như mà hàng tester thì 100ml giá là 2.690.000 đó chị Thùy nha. Nếu như mà chị lấy chai tester thì giá là 2.690.000. Bên em có bán hàng tester nữa mọi người nha. Có mấy anh chị á mà sành về nước hoa, hay thích sử dụng nước hoa, sành về nước hoa sẽ luôn chọn mấy chai tester để xài. Tại vì lúc nào mấy anh chị đó cũng biết, hàng tester ở bên Pháp nó luôn được kiểm tra kỹ lưỡng thì mới đem ra bán store, trưng bày ở các store để cho mình thử mọi người nha. Cho nên mùi rất là ok luôn, chứ không phải là hàng tester là nó bị mất mùi đâu mọi người nha. Hàng tester nói là hàng tester vậy thôi, chứ thật ra về chất lượng nó luôn là bằng chất lượng của một chai full, hoặc là cả hơn cả một chai full nữa. Bởi vì mùi hương lúc nào được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bán ra cho thị trường cho mọi người hết ha. Rồi em, mọi người ơi, mọi người có 5 phút để đặt hàng cái chai này thôi nha. Chỉ có 5 phút đặt hàng cái chai này thôi. Em nhắc lại, dung tích 50, giá 249.000. Em thấy về cuối, gần cuối livestream á, hình như là ít người xem, bởi vì đa phần của mình toàn là nữ không mọi người ha. Nam thì ít quá. Chị nào mà đang xem livestream này á, mà thích cái nào tặng cho anh thì cứ để lại số điện thoại nha.
Rồi em thấy chị Phương Khanh đã để số điện thoại rồi, mua chị đặt hàng chai 50 phải không chị? Bên em sẽ nhanh chóng gọi điện thoại chốt đơn hàng cho mình luôn nha. Giá cực kỳ rẻ luôn, có 249.000 thôi. Cho nên anh chị nào đang xem cái livestream này á thì nhớ like và chia sẻ nó về bên Tường Nhà chế độ công khai giúp em với nha. Mình chia sẻ về Tường Nhà 3 lần đi, em tặng cho mình một cái voucher trị giá 100.000 áp dụng cho lần mua hàng sau mọi người nha. Em để lại một lần nữa về hai sản phẩm ngày hôm nay, chỉ có 249.000 thôi mọi người nha. 249.000 cả hai dòng sản phẩm luôn, được chiết ra như thế này. Ống chiết này thì cực kỳ tiện lợi luôn, dạng ống xịt nha mọi người nha. 5 phút nữa em sẽ kết thúc livestream, cho nên anh chị nào đã xem cái livestream này thì nhanh tay đặt hàng giúp em nha, bởi vì em chỉ giảm cho mọi người trong cái livestream này thôi. Rồi em cảm ơn chị Phương Khanh nha. Mua 2 chai có giảm không chị? Dạ, chị mua 2 chai dung tích 5ml thì giá của một chai là 249.000 chị nha. Mua 2 ống em free ship cho mọi người luôn nha. Cho nên anh chị cứ an tâm, mình có để lại số điện thoại đặt hàng là luôn có những ưu đãi cho anh chị, không có lỗ đi đường nào hết luôn. Đang tháng 7 nè, mưa buồn quá trời luôn, nhưng mà xài nước hoa là bảo bảo vui, mọi người cứ an tâm nha. Đến Missy em là vui liền. Địa chỉ bên em 142E Huỳnh Văn Bánh, phường 12, Phú Nhuận. Mọi người cứ đến địa chỉ bên em nha. Trở thành khách hàng thân thiết của Missy thì luôn nhận được những ưu đãi, nên mọi người cứ an tâm. Bên em có thẻ thành viên cho mọi người luôn, nên anh chị nào đã là thành viên mua hàng của Missy rồi sẽ luôn được nhận được những ưu đãi nha mọi người nha. Khi mà bên em có những chương trình sale á thì những anh chị đó là những anh chị sẽ nhận được cái chương trình khuyến mãi đầu tiên, cứ an tâm nha. Số lượng ngày hôm nay có hạn, cho nên anh chị nào đang xem cái livestream này thì nhớ like và chia sẻ cái livestream về bên Tường Nhà chế độ công khai giúp em. Chỉ cần chia sẻ 3 lần thôi, được mua với giá 249.000 đối với một ống 50 như thế này, dạng xịt luôn. Dạng xịt luôn mọi người nha. Chỉ có 249.000 thôi, được mua cái này với giá với dung tích là 50, sử dụng trong vòng mình sử dụng cũng được 1 tháng mọi người nha. Rất là tiện lợi luôn, bỏ vô túi mang theo tiện lợi vô cùng. Mùi hương thì khỏi nói luôn rồi. Chị nào á mà đang xem livestream này thì nhớ nha, cái này là tông hoa nhài mọi người ơi, rất là thanh lịch luôn, quyến rũ thanh lịch vô cùng. Còn anh nào đang xem livestream này thì nhớ cái mùi này á rất là quyến rũ và khỏe khoắn anh nha, thể hiện phong cách rất là khỏe khoắn, năng động thể thao. Anh nào mà làm việc ngoài trời nhiều quá, thích một tông mùi thể thao thì lựa chọn ngay em này giúp em nha. Hôm nay em chiết ra dung tích 50 cũng bán cho mọi người với 249.000 thôi à. Ngoài ra khi mọi người like và chia sẻ cái livestream này về bên Tường Nhã chế độ công khai, chia sẻ 3 lần giúp em nha, em gửi tặng cho mình một cái voucher trị giá 100.000 luôn, áp dụng cho lần mua hàng sau ha. Bên em sẽ luôn có những cái chương trình livestream như thế này, bán giá cực kỳ rẻ cho mọi người luôn. Ngoài ra đều là hàng chính hãng hết, 100% là hàng chính hãng, anh chị cứ an tâm mà sử dụng nha. Dạ rồi, chị Nguyễn Kim Thùy lấy cho chị một chai tester để lại số điện thoại. Dạ vâng nha, một chút nữa em gọi điện thoại chốt đơn hàng cho chị Thùy liền luôn. Một chai hàng tester chị ha. Hàng tester đây là nó không có cái vỏ bọc siêu ngoài đẹp đẽ như là cái hàng full hộp thôi, như chất lượng là ok hết chị nha, cứ an tâm luôn. Chị Kim Nguyễn Kim Thùy này chắc mua hàng của bên em nhiều lắm rồi nè. Lát nữa tặng cho voucher 100.000 luôn, để em coi chị tích điểm được bao nhiêu, rồi lát nữa em thông báo số điểm của chị luôn nha. Mình tích điểm càng nhiều là bên em lại càng tặng cho mình nhiều phần quà hơn nữa nha. Em chào chị Nhớ Xuân, chuyển mẫu khác đi bạn. À chị Nhớ Xuân ơi, ngày hôm nay do bên em sale chỉ có 2 mẫu này thôi, số lượng thì chỉ có hạn, chỉ trong ưu đãi ngày hôm nay thôi chị nha. Chị Nhớ Xuân thích mẫu nào thì cứ inbox qua, bên em sẽ tư vấn và báo cho mình một mức giá ưu đãi nhất luôn. Còn trong livestream ngày hôm nay á thì bên em chỉ bán có 2 mẫu này thôi hà. Cho nên chị Xuân á có xem lại livestream mà đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại luôn nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị Nguyễn Kim Thùy, khách quen của Missy luôn. Dạ đúng rồi chị Thùy nha, lát nữa em sẽ gọi điện thoại chốt đơn hàng cho chị. Ngoài ra báo luôn cái số điểm mà hiện tại chị đã tích được khi mua hàng tại Missy em nha. Khi mình tích điểm tại Missy em á thì bên em sẽ luôn dành được những phần quà rất là ưu đãi cho chị luôn nha. Rồi chị Nhớ Xuân ơi, mình có thích những cái chai nào trong cái livestream này thì đặt hàng đi nha chị. Em nói lại ha, cái chai này là thương hiệu của Gucci, hương thơm rất là dễ chịu luôn, cực kỳ thanh lịch luôn, thích hợp trong mọi hoàn cảnh, ngày đêm đi làm đi tiệc đều rất là dễ chịu mọi người nha. Bởi vì cái mùi hương của nó nhẹ nhàng mà lan tỏa, làm cho người khác không có cảm thấy khó chịu, nó lưu lại được trong trí của người ta, chứ không phải là cái mùi hương nồng gắt mọi người nha. Cho nên chị nào á mà thích cái mùi hương nhẹ nhàng làm cho người khác có thể nhớ ghi nhớ được á
thì lấy ngay em này đi. Em bán dung tích 50, giá có 249.000 thôi hà. Lan bao xa? Dạ chị nhớ Xuân ơi, cái này lan tỏa trong vòng bán kính 2 mét đổ lại thôi nha chị. Nhưng mà lan tỏa kiểu nhẹ nhàng thôi chứ không phải là nồng gắt chị nha. Cho nên cứ an tâm, chị đặt hàng thì để lại số điện thoại nhanh giúp em nha. Trong khoảng 3 phút nữa là em kết thúc livestream là em không có bán giá 249.000 cho mình được nha. Chị nào đặt hàng trong livestream này, em nhắc lại, thì mới được giá 249.000. Ngoài ra, khi anh chị like và chia sẻ cái livestream này về bên Tường Nhã chế độ công khai 3 lần thì em sẽ tặng cho mình thêm một cái voucher trị giá 100.000 áp dụng cho lần mua hàng sau mọi người nha. Không có áp dụng cho lần mua hàng này được, tại vì lỗ lắm mọi người ơi. Không có áp dụng lần này được nha. Voucher đó sẽ áp dụng cho lần sau, voucher trị giá 100.000. Và chỉ ưu tiên cho những khách hàng nào để lại số điện thoại đặt hàng trong livestream này thôi. Kết thúc livestream em không có bán với giá 249.000 được nha. Cho nên mọi người ơi, nhanh tay sở hữu một cái em này đi ạ. Rất là thơm luôn, thơm sang trang trọng thanh lịch luôn, không có làm người khác khó chịu nha. 249.000 em nói lại, dạng ống xịt luôn, 249.000. Còn cái này là dành cho nam nha, cái này dành cho nam cũng 249.000 luôn. 249.000 đối với dung tích 50. Anh nào mà thích xài Chanel nhưng mà giá không là cao quá hoặc là mua nhiều quá không biết là cái mùi nó thơm không thì mình sử dụng cái này nha, được thử mùi nhanh nha, coi như là mình thử mùi, bỏ có 249.000 thôi, xài được 1 tháng luôn, thơm cực kỳ luôn, hương thơm rất là nam tính và mạnh mẽ luôn nha. Anh chị nào mua 2 ống em free ship luôn. Rồi 249.000 thôi nha mọi người nha. Còn bây giờ là em kết thúc livestream rồi nè. Những anh chị nào đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại nha. Ưu tiên cho những khách hàng nào để lại số điện thoại trong livestream này sẽ được mua với giá là 249.000. Rồi bây giờ em kết thúc livestream nha. Chào mọi người ha. Bây giờ 12 giờ trưa rồi, mọi người ăn trưa ngon miệng nha. Và nhớ là đặt hàng của nước hoa, đặt hàng nước hoa bên Mixi em nha. Trời mưa tháng 7 buồn lắm, xài nước hoa đi cho mọi người ơi, xài nước hoa vui hơn nè. Dạ rồi, cảm ơn chị Phương Khanh nha. Bây giờ em phải kết thúc livestream để cho mọi người ăn cơm nè. Bye bye mọi người ha. Nhớ là like và theo dõi fanpage giúp em với nha.